Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 12 2021. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 120. Có một công đoạn mà cái vị Phật tử này hỏi chắc là rất lợi ích rất là nhiều người cũng được nghe những công đoạn này. Nhưng Đức đọc cho vị nghe: A Di Đà Phật, thầy ơi, con xin thầy từ bi chia sẻ một công đoạn ngắn về người trước khi sắp lâm chung và sau khi lâm chung. Đến 49 ngày nên làm gì để giúp cho người mất được lợi ích chân thật ạ? Ngoài Bắc chúng con, khi có người ra đi thì họ khóc lóc, thay quần áo. Thời gian 49 ngày toàn là sát sanh cúng bái mà thôi. Mong thầy từ bi chia sẻ cho người ngoài Bắc chúng con và chúng sanh khắp nơi nơi hiểu được để giúp đỡ người thân lúc ra đi ạ. A Di Đà Phật. Những công đoạn này chắc chắn rằng cũng có rất nhiều người. Chúng ta khi học Phật Pháp, những điều này cũng là nan giải. Nhưng quý vị phải nhớ rằng mỗi một con người chúng ta khi nghe Phật Pháp, cái chỗ đặc biệt là mình biết chuẩn bị cái hành trang để mà mình đi. Nên người xưa nói câu: người biết lo xa thì không có cái khổ gần. Trong nhà Phật nói nhân quả tương đồng. Chỗ đặc biệt thù thắng nhất mà mỗi một người chúng ta nghe Phật Pháp, đó là giờ giờ khắc khắc gầy dựng công phu, nhìn thấu buông xuống. Đây là chỗ đặc biệt và chỗ lợi ích xác thực. Và chính mình biết thương mình thì mới thương được người. Trong nhà Phật có một câu nói rằng: mình chưa đạt được chỗ thành tựu thì làm sao giúp người ta thành tựu được. Nhưng trong thời gian mình nghe Phật Pháp, mình chân thật, mình khuyên nhau để cùng tu, chứ không phải nói rằng mình độ sanh gì, không dám nói những lời cao xa đó. Nhưng mà mình gặp được pháp môn niệm Phật thì mình chân thật mình giới thiệu, mình tu mình giới thiệu, giống như mình ăn chay mình giới thiệu, mình phóng sanh mình giới thiệu, những người hữu duyên cùng làm.
Như vậy thì những công đoạn mà vị Phật tử này hỏi, muốn giải quyết được vấn đề lợi ích lớn nhất thì việc sanh tử của chúng ta, thì đợi tới chừng nào chúng ta mới nhìn nhận đó là việc quan trọng. Hiện tại chúng ta đang còn sống, mỗi ngày nghe pháp niệm Phật để giúp cho mình nhìn thấu cõi đời giả tạm. Mỗi ngày niệm Phật để gây dựng tín nguyện. Như vậy thì cái việc cái cuối cuộc đời của mình, có chư Phật Bồ Tát gia hộ, thì không bao giờ có những sự việc này xảy ra. Thường ngày người ta không chịu tu hành, có khi họ đã từng gieo nhân, khi cha mẹ mất thì họ coi ngày có giờ tẳng liệm để cho người thân còn sống được tốt, họ chỉ nghĩ cho họ. Rồi khi cha mẹ gần mất thì họ nắm tay nắm chân, họ lôi kéo khóc lóc. Lúc còn sống thì có khi không có lo lắng thương yêu. Đây là câu chúng ta nói, không phải là ai cũng như vậy, nhưng chúng ta nêu lên để mỗi người chúng ta tự gắng nhắc mình. Rồi họ không lo tu hành gì cả, sống thì có khi vì tiền bạc vật chất mà quên đi đạo nghĩa. Gần hết cuộc đời của họ toàn là gieo những cái nhân không phải không à. Thì từng đời cứ nói tiếp nhau là đời cha cũng như vậy, rồi tới đời con cũng đối xử với cha mẹ như vậy, thì tới đời cháu cũng đối xử tiếp tục. Từng đời cứ là tiếp tục cứ nói tiếp làm như vậy. Cũng như có những người, người ta nói rằng gia đạo này nó có một cái gen mà ung thư, hay là một cái gen mà gia đạo cứ là họ sẽ có một người bị khù khờ hay là không được bình thường. Cứ từng đời thường là có xuất hiện những thành phần như vậy. Nếu như tới đời của một đứa con, đứa cháu nào mà nghe được Phật Pháp, phát tâm ăn chay trường, niệm Phật, phóng sanh, làm những việc phước thiện, tới đời đứa đó mà chân thật tu nhân tích đức đi, là tới đời đứa đó là tức khắc dứt xong, không còn sự việc đó xảy ra nữa. Nhưng mà là do gì từng đời ông bà như vậy không tu nhân tích đức mà than thân trách phận, không tu nhân tích đức mà cứ là than thở trách ông chờ, tại sao mà số phận tôi như vậy, cứ hờn trách không. Rồi niệm niệm chỉ biết mình không biết ai hết, thì tiếp tục tới đời con mà nó cũng theo Iran vậy. Thì từng đời nó đều là cái nghiệp duyên này nó cứ nói tiếp hoài. Nên mới nói rằng là tới đời người con nào nghe Phật Pháp mà nghe đúng người hướng dẫn về định lực nhân quả, có một cái pháp tu giải thoát, phát tâm ăn chay trường, sống có đạo nghĩa, thì tức khắc tới đời đó là sẽ không có xảy ra những sự việc đó nữa, sẽ quá giải. Nên những đức từng nói một câu nói rằng nhà nghèo không đáng sợ quá, xấu xí không đáng sợ quá, chỉ sợ nhất là gia đạo của mình không tiếp nhận giáo dục, sống tùy tiện, sống bê tha, sống tạo nghiệp, đây là đáng sợ nhất. Còn gia đình người ta nghèo xấu nhưng mà người ta có đạo đức, tiếp nhận Phật Pháp, biết tu hành, nhờ cái phúc đức người ta vẫn hưởng được sự tốt đẹp. Quý vị phải nhớ rằng có khi mình suy nghĩ những việc tốt nhất để cho con cháu của mình, nếu như con cháu mình nó không có phước, dù quý vị có để của cải vật chất vào tay nó, cầm cầm cũng không được bao lâu, tại vì trong mạng nó không có phước. Phải tin chỗ này. Nên người xưa nói câu ông bà cha mẹ có đức, tạo cái đức dạy cho con cháu tiếp tục tạo đức, thì từng đời gia đạo hưng thịnh. Còn nếu như ông bà cha mẹ tạo nghiệp sát sanh hại vật, hơn thua đấu đá, giành giật của cải anh em, hỗn ẩu với cha mẹ, thì đời con cũng tiếp nối là như vậy. Gia đạo này càng ngày càng suy sụp và đi đến cái mức mà tan nhà mất mạng, đọa lạc tam đồ. Vậy thì tất cả những việc quý Phật tử này hỏi, chúng ta đều chờ tới khi
kết cái nghiệp rồi, giống như nước đến chân chạy, chạy không kịp quý vị à, chạy không kịp. Bây giờ chúng ta chỉ có hết lòng hết dạ chân thật, những gì chúng ta làm được cho người thân của mình, cho cha mẹ thì mình hết lòng mình làm. Còn riêng bản thân mình là người nghe được Phật pháp, lúc còn sống tiếp nhận Phật pháp, biết tu hành, biết ăn chay, biết niệm Phật, quý vị cố gắng gầy dựng tín nguyện cho thật kiên cố, tu nhân tích đức cho thật là tốt. Đời này của mình được giảng sanh thì chắc chắn mình sẽ có cơ hội để độ thân bằng quyến thuộc của mình. Còn bây giờ họ tạo cái nghiệp quá nặng rồi, bây giờ mình khuyên họ, họ cũng không tiếp nhận nổi, thì mình chỉ còn có cách là chính mình phải cố gắng tu hành, không bực bội gì dưới cái việc họ làm ngược lại Phật pháp. Mình cứ lo tu hành cho thật là tốt, dịu cái tâm, vẫn là tu nhân tích đức, giúp dù là những người xa lạ, những người không thân quen, nhưng mình giúp được, mình chân thật giúp, hướng dẫn họ tu hành, tạo cho họ điều kiện tu hành chân thật. Còn người thân mình khuyên họ nghe tùy gì, phải nhớ. Những đức đi tu cũng như vậy thôi quý vị à. Nên công đoạn này nói rằng là: Thầy ơi, con xin thầy từ bi chia sẻ một công đoạn ngắn về người trước khi sắp lâm chung và sau khi lâm chung đến 49 ngày nên làm gì để giúp cho người mắc được lợi ích chân thật ạ? Niệm Phật từ lúc còn sống, tín nguyện niệm Phật tới cùng, gầy dựng tín nguyện để cầu sanh cực lạc. Đến khi lâm chung thì cũng niệm A Di Đà Phật, đúng như bổn nguyện của Di Đà đã phát: chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta là A Di Đà Phật, niệm danh hiệu ta chí tâm tin ưa. Đến khi mệnh chung chỉ cần niệm từ một niệm A Di Đà Phật cho đến 10 niệm A Di Đà Phật thì Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn người đó về thế giới cực lạc. Thì lúc còn sống gầy dựng tín nguyện niệm Phật cho tới cùng, dù là gặp sự cố gì, dù là đau bệnh gì, cũng phải nhớ cái câu: người niệm Phật dù có gặp đau bệnh hay trở ngại gì thì cũng niệm Phật cầu sanh cực lạc, thọ mạng còn, tiêu nghiệp hết bệnh, tiêu nghiệp thoát nạn. Nếu thọ mạng hết thì được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Hai con đường này vô cùng viên mãn. Nên lợi ích là mỗi ngày chúng ta gầy dựng tín nguyện niệm Phật, đến khi lâm chung thì cũng niệm A Di Đà Phật để cầu sanh cực lạc. Đây là lợi ích cực kỳ lớn. Trong 49 ngày chỉ có một câu A Di Đà Phật. Người con đó rủ anh chị em, rủ tất cả bạn đồng tu đến, mỗi từng thắc niệm Phật, mỗi ngày gia đình người thân niệm Phật hồi hướng, làm những việc phước thiện chân thật hồi hướng, trong 49 ngày này cực kỳ được lợi ích, phải nhớ. Ngoài Bắc chúng con khi có người ra đi thì họ khóc lóc thay quần áo, thời gian 49 ngày toàn là sát sanh cúng bái mà thôi, việc này hại vô cùng lớn. Thì có khi chính cái người nằm chết này là người cha mẹ ông bà của mình, có khi họ cũng đối xử đối với ông bà cha mẹ của họ cũng như bây giờ con cái này đối xử với họ. Thì giọt nước trước nhiễu sao, giọt nước sau nhiễu gì quý vị, phải nhớ. Nên con người chúng ta muốn cái quả tốt thì bây giờ gieo cái nhân tốt, từng đời cứ tiếp nối cái việc không hiểu mà làm, từng đời cứ làm theo. Bởi vì chúng ta càng nghe Phật pháp để điều chỉnh lại, đừng có bị một số việc mà từ xưa tới bây giờ nó câu thúc một cách mê hoặc điên đảo mà mình không biết điều chỉnh, thì tới mình cũng tiếp tục đi vào con đường sai lầm. Mình đừng bao giờ nghĩ ông bà cha mẹ mình cái gì cũng làm đúng. Nếu như không học Phật, không hiểu về định luật nhân quả thì phần nhiều điều là làm sai. Nếu như chúng ta chấp mê bất ngộ cứ đi theo con đường đó thì tiếp tục mà sai. Nên con người học Phật của chúng ta rất là có khả năng uyển chuyển cao độ, không bị một cái chết cứng để tiếp tục áp đặt cho mình đi vào con đường sai lầm. Nên người chúng ta nghe Phật pháp, chúng ta thấy có những cái mà mê tín dị đoan mà từ xa xưa tới bây giờ nó cứ nói tiếp. Thí dụ như những cái việc mà mỗi năm rồi tới mùa lễ gì đó, đâm châu đồ này kia đồ, hoặc là bên Nhật những ngày lễ họ kéo cá heo lại bắt đầu là họ chém. Một số tục lệ mà người xưa đặt ra
mà cái việc nó sát hại sinh linh tàn nhẫn, thì chúng ta là người học Phật phải điều chỉnh lại. Và tới đời chúng ta nếu là người mạnh mẽ thì nên đoạn trừ những cái việc sai lầm đó. Thì ông bà xa xưa đó sẽ đỡ đi cái chuyện đọa lạc trầm luân, vì dứt xong cái nghiệp này rồi, quá giải à. Còn nếu như từng đời mà tiếp nối như vậy, thì cái người đầu tiên sáng lập ra cái điều sai lầm đó sẽ đọa lạc đời đời kiếp kiếp không có ngày ra, và con cháu tiếp nối và cũng bị dính vào cái quả lây đó. Phải nhớ quý vị, cái việc này rất là quan trọng. Bây giờ ông bà cha mẹ mình sinh mình nuôi mình không lớn, khi vừa mới mất đi là chúng ta bắt đầu là muốn làm những cái việc cho đẹp mắt người đời, cho người ta khen mình là con cháu hiếu thảo, không làm những việc có lợi ích cho cái linh thức họ được siêu thoát. Lúc còn sống thì có khi không ngó ngàng, không lo lắng, nhưng khi vừa nghe đến việc chết chóc một cái bắt đầu về khóc lóc kêu gào, có khi lăn lộn, đúng là nước mắt cá sấu, sai lầm, làm việc giả dối, thì tới đời con của họ cũng đối xử với họ y rang vậy quý vị. Mình làm không đúng với lương tâm mình thì cái nghiệp quả nó câu kết, thì tiếp tục con cháu cũng đối xử với mình y rang như vậy. Từng giọt nước nó nhiễu đều xuống vậy. Rồi bắt đầu lo cái chuyện coi thầy bà để mà chôn cắt hay là đi thiêu gì giờ nào đó để cho con cháu được tốt đẹp. Tiếp tục cứ nghĩ cho mình, cái tâm nghĩ cho mình mà không nghĩ cho ông bà cha mẹ là đoạn gốc. Như vậy thì gia đạo này làm sao thịnh. Làm cái chuyện chỉ biết nghĩ cho mình, không nghĩ đến cái chuyện giải thoát cho cha mẹ, ông bà được tốt đẹp, đây là tội lỗi. Nên người thế gian không hiểu, Ấn Tổ ngài nói làm đẹp mắt người đời, mình phải nghĩ đến họ, mình phải tiếp nhận Phật pháp, mình nghe, mình không hiểu mình hỏi cái người ta tu hành, ta chỉ dẫn mình như những công đoạn này. Ông bà cha mẹ yếu, mình để máy niệm Phật bên cạnh, điều hộ niệm xuyên suốt. Khi ông bà cha mẹ tiếp tục mà sắp sửa ra đi thì chúng ta anh chị em tập trung rủ bạn đồng tu đến chia ban ra để theo cái điều hộ niệm đó mà niệm tiếp tục. Giống như chùa mình mỗi ngày khu yếu đều nghe điều hộ niệm 4 chữ. Những đức niệm câu ai với Đà Phật, đại chúng niệm theo một câu ai với Đà Phật. Lúc còn sống mà già yếu này cho nghe suốt. Khi yếu gần mắt thì bắt đầu là hộ niệm y ra cái điều đó, vì người ta mỗi ngày nghe quen rồi quý vị. Hộ niệm tiếp tục, tập trung người lại thì cũng những đức niệm câu quý vị nghe, đại chúng niệm câu quý vị niệm theo. Rồi tiếp tục niệm niệm tới chừng nào người đó ra đi, chút hơi thở cuối cùng, chúng ta ngồi tránh xa cái giường nằm và người đó nằm ra khoảng cỡ 2 thước. Xung quanh đó hộ niệm tránh xa khoảng 2 thước. Đừng có ngồi gần sát, cầm cái quạt hay cái gì đó cứ khiều móc, cầm cái lấy nắm tay nắm chân bóp này kia đồ tầm bậy. Người gần chết đau đớn như con rùa bị lột mai, bây giờ mình đụng đậy vào họ là sự đau đớn cung cực lớn. Tâm sân hận nổi lên đọa tam đồ, đó là một con cháu hại họ đọa tam đồ. Lúc họ yếu họ gần mắt tuyệt đối đồ đạc của họ mình không được động đậy, vì cái cảm giác linh thức lúc đó nó rất là dễ nhạy bén và nổi lòng sân, nên hoàn toàn chỉ có niệm Phật giúp đỡ. Khi mắc xong tiếp tục niệm Phật, ít gì cũng niệm được 12 tiếng, không được động đậy vào người. Ít gì cũng niệm được 12 tiếng chân thật con cháu thành tâm sám hối để cầu cho ông bà cha mẹ mình được siêu thoát. Điều niệm Phật niệm tới cùng, niệm xong 12 tiếng rồi lúc đó mình muốn tắm rửa gì đó mình tắm rửa, tẳng niệm xong tiếp tục hoàn lại 1.5-2 ngày tiếp tục niệm Phật. Niệm Phật cho đến khi đưa đi đến đài quả táng hoặc đi thiêu, cũng đi dọc đường bật điệu niệm Phật, rình rang niệm Phật. Vậy thì cái đám này là đúng là cái đám con cháu có hiếu, tạo phước duyên rất lớn. Còn tiền chấp điếu thì mình nhà nghèo gian trải gì trong nhà, nếu gia đình khá giả thì lấy đồng tiền gia đình hoàn toàn lo hậu sự cho cha mẹ, ông bà. Còn tiền chấp điếu này chúng ta tiếp nhận, chúng ta lấy đồng tiền này mua gạo hoặc là in kinh, hoặc là chúng ta làm máy nghe pháp, máy niệm Phật. Mà trong thời đại này máy nghe pháp, máy niệm Phật là rất phù hợp. Rồi trong 49 ngày tặng cho tất cả những người đến niệm Phật, bà con đến niệm Phật đều tặng máy nghe pháp, máy niệm Phật. Mỗi từng thắc và tu nhân tích đức chân thật hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình đã mất.
Việc làm này của quý vị thì quý vị còn sống là tu đại hiếu. Khi quý vị mất cũng nhờ phước báo đó mà được siêu thoát. Con cháu nhìn theo và tiếp nối họ, làm theo cái việc mình đã làm. Đó là tấm gương của mình làm, con cháu học theo. Còn mình đối xử với cha mẹ mình quá tệ bạc, không hiểu gì, mê hoặc điên đảo. Cha mẹ ông bà mất thì dằn chống dằn càng âm ỉ, rồi hát ca sùm, nhậu nhẹt sát sanh hại vật. Việc này hoàn toàn hại, không có một chút lợi. Quý vị làm những việc đó, Ấn Độ nghe nói làm đẹp mắt người đời, càng chống sát sanh hại vật, nhậu nhẹt, ca hát. Những cái việc làm này là những cái việc làm của thế tục không hiểu, việc làm sai lầm, châm hại không một lợi. Đây là những đức chia sẻ rất rõ ràng đó quý vị. Nói, Phật tử này nói ở ngoài Bắc, chia sẻ công đoạn này lợi ích cho Phật tử ngoài Bắc và Phật tử khắp nơi nơi được nghe. Câu này cô hỏi, chỉ cần một câu A với Đạo Phật sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề. Chúng ta ăn mặn ngày nào cũng được, trừ những ngày chúng ta lo cho ông bà cha mẹ mất, mần từng đám dỗ mỗi năm đều hoàn toàn cúng chay. Tại vì cái nghiệp chướng của mình không ăn chay được thì mình ăn mặn đó là tội lỗi của mình. Nhưng đối với ông bà cha mẹ nhớ ơn tưởng nhớ bằng cách tu nhân tích đức, đừng tạo thêm tội nghiệp cho ông bà cha mẹ mình phải chịu cảnh đọa lạc khổ đau. Nó đọc một câu chuyện mà có cái vị này tu hành có thể sanh cõi trời. Khi ông gần mắt, ông di chúc để cho con cháu của ông, là khi ông mất đi hoàn toàn mới làm đồ chay, niệm Phật đưa tiễn ông đi, không có được làm đồ mặn. Thì đứa con hứa với ông rồi, thì ông nhẹ nhàng ông đi. Quý vị biết rằng gia đình cũng khá giả, nó nghĩ rằng bây giờ làm đồ chay thì nó mất mặt với bạn bè làm ăn. Cuối cùng quý vị nó nghĩ rằng là cha của nó mất xong rồi, không có chuyện gì xảy ra. Quý vị biết không, họ làm ngược lại cái di chúc đó, sát sanh hại vật, làm linh đình. Đúng ra ông cụ được sanh cõi trời, nhưng mà do cái tạo nghiệp đó, vì cõi trời vẫn còn trong lục đạo, bị câu thúc. Thì đúng cái ngày mần tuần đầu tiên thì ông về, ông nhập thẳng vào đứa con. Đứa con của cái thằng con là cháu ông nhập vào, chỉ vào mặt cha nó nói: mày là cái thứ bất hiếu. Khi tao sắp sửa mất, tao đã di chúc rất rõ ràng, tụi bay làm ngược lại cái di chúc của cha mẹ. Đúng ra tao được sanh lên cõi trời, nhưng do cái tạo tội nghiệp của tụi bay mà bây giờ tao phải đi giữ những con vật mà tụi bay giết ngay ngày tao chết. Thế vậy thấy châm hại không có một lợi không? Nên mỗi năm đám dỗ làm đồ chay là làm hoàn toàn, chứ đừng có một mâm đồ chay để cho bằng thờ cúng mà ở dưới thì ăn đồ mặn. Sao mình ham ăn hốt uống dữ vậy? Ăn cả bao nhiêu chục năm rồi mà ăn không biết đủ quý vị. Ngay cái ngày đám dỗ ông bà cha mẹ, mâm đồ chay cúng, ở dưới thì dọn đồ ăn mặn, đăng đăng đê đê, quý vị coi. Nên nó hư tình giả ý. Cả đời con người chúng ta tạo nghiệp vì con cái, cuối cùng nó không ra một cái gì quý vị. Tạo nghiệp tiền bạc đem để cho nó, nhưng mà cuối cùng một đống nghiệp cầm theo, đi đọa tam đồ. Và tiếp nói tụi nó cũng đọa tam đồ đi xuống luôn, quan gia trái chủ gặp nhau đời đời kiếp kiếp. Nên bây giờ là lúc còn sống nè, nghe Phật pháp, cố gắng tu nhân tích đức, niệm Phật, làm những việc mà cầm theo được, đừng có mê hoặc điên đảo nữa. Vậy thì mới đặc biệt. Chờ đến ngày gần chết, nó kết nghiệp rồi, sao quý vị giúp đây? Thì những công đoạn này quý vị hỏi như Đức, như Đức trả lời hết lời cho quý vị nghe đó. Nhưng mà cái quan trọng là lúc còn sống gieo cái nhân niệm Phật, ăn chay niệm Phật, phóng sanh, làm những việc phước thiện, cái nhân đã thù thắng thì cái quả thù thắng. Chờ đến chết, nước đến chân chạy, chạy không kịp đâu. Nó lúc còn sống tạo nghiệp ác, làm điều sai lầm đủ chuyện, đối xử cha mẹ bất hiếu. Bây giờ mình làm con cháu thật sự mình cũng muốn giúp, nhưng mà làm sao giúp đây? Thì giúp được cái gì thì mình chân thật mình giúp, làm được cái gì thì mình chân thật mình làm. Tại vì cái nghiệp họ tạo nó câu kết quá nặng rồi. Mà bây giờ lúc này đơ hết, bây giờ mình khuyên cũng không được, thôi mình chân thật, mình niệm Phật được câu nào mình chân thật niệm. Còn nếu như bây giờ anh em mà nó quyết định nó làm sát sanh hại vật, mình đi đến đó không được lợi ích gì, mình không niệm Phật, nó không cho mình niệm Phật luôn, thì thà mình ở nhà mình rủ bạn đồng tu ngày hôm nay,
cha mẹ tôi mắc như vậy, nhưng anh chị tôi không biết Phật pháp, làm ngược lại lời Phật dạy, tôi khuyên không nghe. Bây giờ tôi ở nhà tôi lập bàn thờ, mời các bạn đồng tu đến cùng niệm Phật để hồi hướng cho cha tôi, được không? Lợi ích cực kỳ lớn, công đức phước báo hồi hướng siêu vượt thời gian, không có cái gì ngăn được hết. Thà như vậy còn có lợi ích hơn, còn hơn là mình đi đến đó mình gặp mà chướng tay gai mắt, nó sát sanh hại vật, nó không cho mình niệm Phật mà. Mình đến làm gì? Thà mình ở nhà mình niệm Phật còn có lợi ích hơn. Có khi cái linh thức của cha mẹ chưa siêu thăng chung ấm thì họ cũng biết tìm cái người con hiền hậu có đạo đức, thì mình niệm Phật hồi hướng cho họ, họ nghe được có Phật hiệu, họ tiếp nhận, có khi mình giúp cho họ siêu thoát. Việc này lợi ích cũng rất là lớn, phải nhớ. Còn bây giờ ngay ngày đám giỗ của ông bà cha mẹ anh chị mình không biết tu, sát sanh hại vật nhậu nhẹt la lối sùm, mình đến nó cũng không cho mình niệm Phật mà thấy coi không được. Thà ngay ngày đám giỗ đó mình chân thật mình đi đến chùa mình tu nguyên một ngày, hay là trước đó mình tu một tuần để mà hồi hướng cho ông bà cha mẹ, cái lợi ích này gấp một vạn 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 lần. Bởi vì đi đến cái đám ma, đám giỗ mà sát sanh hại vật, sự lợi ích xác thực vô cùng. Còn đi đến chùa không được, ở nhà dụng công tu niệm Phật, làm những việc phước thiện ngày đó để hồi hướng cho ông bà cha mẹ, thì việc lợi ích này cực kỳ lớn. Hỏi tại sao mình không đến đó? Vì họ sát sanh hại vật, mình ăn chay niệm Phật, đi đến nơi đó thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, thôi thà ở nhà tu một thờ hồi hướng cho ông bà cha mẹ, việc này càng có lợi ích, phải nhớ. Họ gặp mình họ hỏi, mình cũng nói chân thật như vậy thôi. Bây giờ em ăn chay niệm Phật phóng sanh, đi đến nơi đó nói này nói kia làm anh chị không vui lòng thôi. Thầy em ở nhà em niệm Phật, em phóng sanh, em làm gì phước thiện hồi hướng cho ông bà cha mẹ, cái trả lời đúng vậy thôi, không cần phải lý luận gì nhiều, không? Đó, nên tóm lại quý vị cố gắng mỗi ngày niệm Phật, tu nhân tích đức, gây dựng tín nguyện kiên cố, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được Phật lực gia trì, không có ai trở ngại được đâu. Mình niệm Phật mình phải tin Phật, niệm Phật nhất định Phật sẽ gia hộ cho mình, phải hoàn toàn tin Phật, phải hoàn toàn tin Phật, phải nhớ. Nếu như mình niệm Phật mà mình không tin Phật, mà mình tin vào một con người, làm sao mà đúng là gọi là tín nguyện? Tín nguyện là tín nguyện ngay Phật. A Di Đà đã phát nguyện mình tin. Tín nguyện là tín nguyện ngay Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ điểm niệm Phật được thành tựu, mình tin. Đã tin rồi thì chân thật niệm Phật, gầy dựng tín nguyện, đừng có lo việc về sau. Về sau tự nhiên sẽ có người lo và sắp xếp cho mình hết, yên tâm. Đó gọi là tín nguyện niệm Phật. Quý vị cứ yên tâm, mỗi ngày đi đứng nằm ngồi niệm Phật cho tới cùng. Còn cái gì mình giúp được giúp, còn giúp không được thì thôi, đừng có bực bội nặng nề gì. Mình niệm thêm một câu Phật hiệu, nó còn tăng phước. Nặng nề bực bội có khi nó tạo nghiệp thêm, không có lợi ích gì đâu quý vị. Nên tất cả hàng Phật tử ngoài Bắc á, có nhiều vị nói rằng là ở ngoài đó có nhiều người tu hành đi chăng nữa, nhưng người ta làm những việc mà thấy đi ngược lại lời Phật dạy, mặc kệ họ. Quý vị cứ mỗi ngày đủ duyên mà chúng ta nghe tịnh độ gì, chúng ta cứ ở nhà có bàn thờ Phật tu đi. Đã là chướng tay gai mắt thì đi đến chùa làm chi? Chùa là nơi hướng đạo tu hành giải thoát. Quý vị đi đến chùa để tụng ba tụng bảy, rồi đi đến đó để mà thị phi, rồi đi đến đó thì quý vị bây giờ bố trí cho quý vị đi gom góp tiền bạc đem về, mà toàn là thấy làm cái gì không ra cái gì hết. Quý vị ngu si gì đi làm chuyện đó. Thà mình ở nhà mình niệm Phật, mình khỏi cần bị sai khiến, khỏi cần mắc lòng gì, mình cứ lo tu ở nhà mình, làm tròn trách nhiệm gia đình. Quý vị mà nghe Phật pháp gì thì quá tuyệt vời. Còn cái nơi nào ta làm đúng đắn, người ta làm lợi ích cho mọi người chúng sanh, thì mình hỗ trợ người ta, đó là gọi là tu nhân tích đức, đúng nơi đúng chỗ. Đem hạt giống trồng vào mảnh đất màu mỡ, mảnh đất có thể giúp cho hạt giống này nảy mầm và ra hoa kết quả. Nên người khéo tu hay không là có góc độ hay không đó quý vị. Đó là những điều những đức chia sẻ hết lòng rồi đó. Hàng Phật tử khắp nơi nơi nghe tịnh độ, hãy tin lời Phật dạy đi. Chúng ta là đệ tử Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta không tin Đức Bổn Sư mình sao quý vị? Ngài đã chỉ thờ mộc pháp niệm Phật thành tựu, chúng ta cứ gầy dựng tín nguyện niệm Phật cho tới cùng. Ai nói gì mặc kệ, ai nói cái gì hay mặc kệ, ai bỏ mặc kệ, ta cứ duy trì tu cả đời. Vậy thì khi bỏ báo thân này, chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở thế giới cực lạc.
Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, động sanh về tịnh độ.